Sư Phạm xin gửi lời chào đến cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì Sư Phạm làm cái video này gửi đến cô chú anh chị và các bạn cái cách mà Sư Phạm ươm hạt giống nha anh chị. Thông thường thì anh chị cũng đã xem những video ươm hạt giống về rau ăn lá. Thì hôm nay Sư Phạm sẽ chia sẻ ươm hạt giống của rau ăn quả. Thì rau ăn quả cầm có những cái loại rau mà chúng ta ăn trái đó, như dưa leo, dưa lưới, bầu, bí, mướp rồi đó anh chị. Thì chúng ta ươm giống chúng ta cần phải chú ý những cái vấn đề như sau. Đối với những cái loại dưa leo đó thì hay là dưa lưới, anh chị cách ngâm ủ á, anh chị có thể chuẩn bị một cái ly vậy nè, anh chị để nước lạnh cũng được hay là nước ấm cũng được, đó tùy theo cái sở thích của mình thôi. Nhưng mà cái vấn đề thời gian ngâm á là vấn đề rất là quan trọng trong quá trình ngâm giống. Cái dưa leo á thì chúng ta ngâm khoảng 3 tiếng đồng hồ đối với nước lạnh, 2 tiếng đồng hồ đối với nước ấm. Dưa lưới cũng vậy, anh chị ngâm thời gian chỉ ngắn vậy thôi, 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ thôi. Chứ nếu anh chị ngâm qua nguyên một đêm thì hạt giống nó sẽ bị hư nha anh chị. Anh chị chú ý cái vấn đề này nha, để anh chị ngâm giống mà lâu quá thì hạt giống nó sẽ bị hư do cái mầm ở trong nó bị thối đó. Cho nên anh chị ngâm chừng 2 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ là xong, anh chị vớt ra để ủ. Thì Hương Sư Phạm làm một video này để chia sẻ cách ngâm giống rất là đơn giản để anh chị có thể ngâm để cái tỷ lệ nảy mầm nó mạnh hơn nha. Anh chị lần lượt theo dõi video, anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký để theo dõi những video kế tiếp nha anh chị. Thì đây là cái hạt giống dưa lưới, giống nào cũng vậy, cũng ngâm như nhau nha anh chị. Đây Hương Sư Phạm ngâm cái gì thì làm cái video đó để cho anh chị xem. Anh chị chế cái hạt giống dưa lưới vào cái ly. Thì hạt giống này anh chị có thể mua tất cả những ở địa điểm hạt giống, chỗ nào anh chị thích thì anh chị cứ mua. Đây là hạt giống dưa leo nè anh chị. Bây giờ thì Phạm sẽ chế hạt giống dưa leo vào ngâm. Nó từng loại hạt giống thì công ty nó sẽ đóng gói bao bì khác nhau, còn tỷ lệ nó mầm mạnh hay không là cũng do hạt giống nè. Chúng ta mua công ty thì nó nhiều công ty quá cũng hên xui thôi anh chị. Nhầm công ty hạt giống thì rất là tốt, nhầm công ty hạt giống thì ngâm ủ nó cũng không lên đều mấy. Cho nên chúng ta lựa những cái thương hiệu nổi tiếng. Ở đây thì chúng ta mua do hạt giống nhập khẩu từ Thái Lan về, không biết như thế nào. Làm cái video này để cho anh chị xem thôi chứ không biết nó lên mạnh hay không. Thì đây là hạt giống của Thái Lan, mình chưa sử dụng lần nào nha. Trước giờ thì chỉ sử dụng hạt giống 2 mũi tên thôi. Giống 2 mũi tên thì rất là chất lượng anh chị. Vậy là quá trình ngâm giống đã hoàn tất. Bây giờ thì chúng ta đợi chờ sau 2 đến 3 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ vớt ra nha anh chị. Sau khi ngâm được 3 tiếng đồng hồ thì Hương Sư Phạm sẽ vớt hạt giống ra nha anh chị. Anh chị ngâm ủ giống á, thì anh chị dùng cái khăn ướt như vậy nè. Đây là bịch khăn ướt nha, khăn ướt dành cho em bé đó anh chị. Hương Sư Phạm sẽ lấy ra cho anh chị xem cái khăn ướt này. Khăn ướt này chúng ta ủ hạt giống rất là sạch anh chị. Vì khăn ướt này, khăn ướt đã được tiệt trùng để sử dụng cho em bé đó, cho nên nó rất là sạch, mà chúng ta ngâm ủ hạt giống cũng rất là tốt. Thì bây giờ anh chị chắc cái hạt giống ra. Anh chị có thể rửa lại bằng nước lạnh ha, nước sạch.
Khi rửa xong thì anh chị sẽ gói hạt giống vào cái khăn ướt này. Mọi loại hạt giống thì chúng ta ủ riêng một cái khăn anh chị. Giờ tôi sẽ farm chị chế cái hạt giống dưa leo ra. Anh chị cũng thể rửa xương lại bằng cái nước lã nha. Rồi sau đó anh chị cũng gói lại. Chị gói lại như vậy thì anh chị ủ nó rất là đạt giống. Khi gói xong như vậy được 2 túi hạt giống thì anh chị cho 2 túi này vào cái bọc nha anh chị. Đây là bọc ni lông nè, anh chị cho vào để giữ ẩm cho nó. Chị cho vào bọc ni lông, anh chị cớp cái bọc lại. Sau đó anh chị ủ. Thì anh chị ủ thời gian khoảng 2 đến 3 ngày. Chúng ta thăm chừng khi nào nó nảy mầm thì chúng ta đem ra gieo vào một xốp nha anh chị. Sau 2 ngày ủ thì dưa lưới, chúng ta mở ra xem dưa lưới và dưa leo như thế nào. Thì hạt giống mạnh hay yếu là cũng tùy theo từng giống nha. Anh chị phải thăm chừng, khi nào mà nó ra càng thì chúng ta sẽ gieo vào mút xốp. Bởi vì chúng ta trồng thủy canh, trồng mút xốp vẫn được anh chị. Giống dưa lưới đã nảy mầm anh chị, nhưng mà tỷ lệ nó chưa có nảy mầm đều hết nha. Chúng ta lấy những cái hạt lên gieo trước, rồi sau đó mình những hạt sau chưa lên đó thì mình ủ tiếp. Nếu đã trồng ra ăn quả thì chúng ta phải chịu cực như vậy nha anh chị. Giống dưa leo coi như thế nào. Giống dưa leo thì nó chưa nảy mầm anh chị. Dưa lưới thì nảy mầm nhanh hơn, sau 2 ngày thì dưa lưới đã nảy mầm. Còn hạt giống dưa leo thì nó chưa lên. Chưa lên thì chúng ta cứ để gói vào khăn. Bây giờ thì Hương Sơn Farm sẽ chia sẻ cho anh chị cách gieo cái hạt giống ra ăn quả vào cái mút xốp nha. Bây giờ thì dưa lưới đã lên rồi thì Hương Sơn Farm sẽ hướng dẫn cho anh chị cách gieo như thế nào để cho đúng, để hạt giống chúng ta lên được tốt hơn anh chị. Thì để gieo được cái hạt giống dưa lưới thì anh chị phải cần cái mút xốp. Thì bình thường chúng ta gieo hạt giống vô đây, nhưng mà đối với rau ăn quả thì anh chị phải cắt cái miếng xốp này một cái đường cắt để chúng ta kẹp cái rễ của hạt giống vào anh chị. Bởi vì chúng ta gieo đây chỉ một hạt cho một viên mút thôi. Anh chị cũng thấm nước giống như là chúng ta gieo ở trên cái giá thể gieo hạt giống ra lá vậy thôi. Thì anh chị nhớ là chúng ta kẹp như vậy nè, để khi cái rễ nó, khi nó chọi lên đó, nó sẽ đâm xuống dưới dưới đáy xốp nha. Nên anh chị không cắt cái đường này, nó sẽ đội cái hạt mầm lên thì nó sẽ bị ngã nha anh chị. Ưng cái giống ra ăn quả thì anh chị phải chú ý vấn đề này. Chị kẹp vô đây thì Hương Sơn Farm làm cái video này cho anh chị thấy rõ là chúng ta gieo hạt giống thì nó từng loại hạt giống khác nhau, thì cách gieo giống ươm giống cũng khác nhau nha anh chị. Hạt giống dưa lưới này mau nảy mầm, rất là mau nảy mầm anh chị. Cho nên anh chị phải thăm chừng
hai ngày là anh chị thăm chừng coi nó có lên chưa. Nếu chúng ta để lâu á, nó sẽ rễ nó sẽ ăn vào cái miếng khăn ướt này á, chúng ta rút ra nó sẽ bị đứt rễ nha anh chị. Cho nên anh chị phải thăm chừng, được thì anh chị phải lấy ra liền. Anh chị cứ kẹp từng hạt vào như vậy nè, thì tỷ lệ nảy mầm nó rất là tốt cho cây dưa lưới. Dưa leo cũng vậy luôn, hay là bầu bí mướp gì cũng vậy. Anh chị chờ nảy mầm rồi anh chị mới mới cho vào cái xốp nha anh chị. Anh Sơn Phạm làm cái video này chi tiết để cho anh chị xem cách ươm hạt giống rau ăn quả để anh chị trồng dưa lưới, dưa leo hay là bầu bí mướp, dưa hấu gì đó, anh chị cũng ươm giống giống gì nè. Nhưng chị trồng thủy canh ươm giống gì. Còn nếu mà anh chị trồng đất á, thì như vậy nè, anh chị gieo vào đất á, nó lên rất là mạnh anh chị. Anh chị cứ ủ ra mầm như vậy rồi anh chị hãy gieo nha. Cho anh chị đừng có gieo thẳng xuống đất mà trong khi chưa nảy mầm, tỷ lệ nó rất là thấp. Do tỷ lệ nó độ ẩm nó không chuẩn á, rồi thêm cái nữa là nó nhiễm bệnh á, nó dễ bị hư mọng á, rồi nó bị kiến dán rồi đó, nó ăn đó anh chị. Nhất là kiến nha, kiến nó thích cái mầm này lắm. Cho nên chị gieo xuống đất, chúng ta phải ủ cho lên mầm như vậy nè. Thì chúng ta gieo vào nó lên rất là đều. Anh chị có thể đưa vào rất là đơn giản anh chị. Nếu chúng ta không cắt cái rãnh đó, chúng ta để hạt giống này vào rất là khó để nha anh chị. Anh chị để vào như vậy rồi ngày mai nó đội lên, nó đội cái rễ nó đội lên, nó không đâm xuống được ở dưới đáy á, nó đội cái hạt giống chúng ta cao lên gì là nó bị héo nha anh chị. Cho nên anh chị phải kẹp vào cái mút xốp cho nó chịu lại. Anh Sơn Phạm làm rất là chi tiết để cho anh chị xem. Rồi anh Sơn Phạm sẽ làm cái video sau sẽ cách để cho vào dàn dưa lưới để trồng như thế nào. Đây là cái video đơm ươm hạt giống. Anh chị xem thì anh chị đừng có tua qua nha. Anh chị tua qua thì nó sẽ mất đi một cái đoạn quan trọng đó, thì anh chị sẽ ươm giống không đúng cách đó, thì hạt giống ta lên không có đều anh chị. Anh chị khi xem video để học cái cách ươm giống như thế nào thì anh chị phải xem cho thật là kỹ từ đầu đến cuối nha. Nói chung hạt giống ươm thì không khó đâu anh chị. Thì Hương Sơn Farm cũng chia sẻ lại sương sương cái cách mà để ngâm ủ hạt giống. Anh chị nhớ là hạt giống chúng ta ngâm ủ chỉ trong 2 đến 3 tiếng đồng hồ thôi nha. Anh chị thấy dưa lưới Hương Sơn Farm ngâm chỉ 3 tiếng đồng hồ thôi thì nó đã lên rồi. Những cái hạt giống mà nó không lên đó, thì mình quấn khăn ủ lại, ngày mai nó sẽ lên tiếp. Anh chị đừng có bỏ nha, ủ lại. Khi quấn thì nếu thấy độ ẩm nhiều anh chị vũ một cái cho nó bớt nước. Rồi sau đó anh chị bỏ vào cái túi ni lông ủ lại. Anh chị cứ gieo hoài khi nào nó hết, cái hạt giống nó lên hết thôi. Chứ anh chị đừng có bỏ nha. Nên gì anh chị ủ lại đi. Ngày mai ngày mốt mình thăm chừng, nếu nó ra nữa thì là mình sẽ gieo vào mút xốp nữa. Hôm nay sau 4 ngày thì Hương Sơn Farm sẽ mở ra cho anh chị xem cái hạt giống chúng ta nảy mầm như thế nào trong thời gian qua. Hạt giống này, những hộp này nó không lên rồi nè anh chị. Nó lên được bao nhiêu rồi, những hộp này sau 4 ngày nó không lên thì chắc mấy hộp này nó bị hư rồi đó. Nghe tỷ lệ nảy mầm thì cũng tùy theo hạt giống. Hạt giống này nó lên chưa đạt, còn số hạt nó không lên, còn những cái hạt này nó lên. Đây là hạt giống dưa leo. Hạt giống dưa leo thì nó nảy mầm chậm hơn cái dưa lưới.
giống dưa leo này thì nó nảy mầm cũng được, cũng khá khá. Thì hạt giống dưa leo nó lên cũng hơi chậm nha chị. Anh chị có thể để chứ mà ương giống mà chúng ta có thể mua cái giếp cái gì nè, chúng ta gấp á nó sẽ dễ hơn nha anh chị. Giống dưa leo thì nó ra cái rễ nó ngắn hơn cái dưa lưới, cho nên chúng ta gấp bỏ vào cái múa xốp thì nó dễ hơn. Anh chị hạt giống mà anh chị để nó ngắn gì thì bỏ vào một shop nó rất là dễ bỏ, để vào rất là dễ. Cái hạt nào mà nó lên thì mình để vào, hạt nào không lên thì mình ủ tiếp, ủ sau 2-3 ngày nữa. Nếu nó không lên thì cái hạt giống đó nó hư luôn, nếu nó lên được cái cây nào thì mình ương thêm cây đó, mình cho vào cái mút shop. Thì anh chị thấy cái dưa lưới mà chúng ta ương mút shop gì nè, như vậy thì chúng ta có thể cho lên vàng được anh chị. Hạt giống rau ăn quả mà mình ương để trồng rau thủy canh á, vào mút xốp thì nó rất là mau, chỉ 4 đến 5 ngày là mình có thể cho lên vàng được. Nó có cái ngòi như vậy nè, thì mình cho vào cái lằn mà mình cắt á, để cho rễ đâm sâu xuống. Nếu mà cái rễ này mà chúng ta không cho nó đâm sâu xuống, nó sẽ đội lên như vậy nè đó. Thì mình cũng phải dỡ ra để nhấc nó xuống thôi, cho nó thấp xuống. Hương Sơn Farm làm một cái video này cho anh chị xem á, rất là chi tiết về cách ươm giống. Thì anh chị theo dõi kênh của Hương Sơn Farm, thì anh chị nào mà mới xem lần đầu tiên thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Hương Sơn Farm và cập nhật những video mới nhất mà Hương Sơn Farm sẽ cung cấp cho anh chị. Nói chung hạt giống này chúng ta ngâm ủ nó rất là dễ anh chị. Anh chị càng kỹ thì cái tỷ lệ nảy mầm nó càng cao. Quan trọng nhất anh chị ủ trong cái khăn như vậy nè, chúng ta để vào bọc ni lông á, để giữ ẩm thì nó lên rất là mạnh. Ví dụ như anh chị trồng ớt, chúng ta cũng ngâm ủ giống gì, hay là dưa leo, rồi bầu bí, mướp, khổ qua, tất cả những loại rau ăn quả thì anh chị cũng ngâm ủ giống như vậy nha anh chị. Có cái thời gian ngâm thì nó phải khác nhau. Ví dụ như dưa leo, dưa lưới thì 2 đến 3 tiếng, ớt đó thì 2 tiếng. Nhưng mà đối với như khổ qua, dưa mướp thì anh chị phải ngâm 5 tiếng đồng hồ. 4 đến 5 tiếng đi. Tại vì cái vỏ mướp với cái vỏ dưa leo, do vỏ mướp và cái vỏ của khổ qua nó dày hơn thì anh chị phải ngâm nó lâu hơn thì tỷ lệ nảy mầm nó mới cao. Thêm cái nữa là anh chị ủ vào khăn ẩm này, từ từ nó rút nước vào nó cũng lên mạnh được. Đây là cái cách ươm giống rất là kỹ để cô chú anh chị cùng xem nha. Nói chung hạt dưa này mình mua hạt dưa của nhập khẩu về á, nó lên không bằng hạt giống của 2 mũi tên đâu. Hạt giống 2 mũi tên mà anh chị ươm là lên 100% luôn. Nhưng mà cũng có số thị trường họ không thích giống 2 mũi tên. Mình cũng không biết nguyên nhân. Những người mình trồng gia đình ăn thì rất là dễ, còn những người thương lái họ mua thì họ không chịu giống 2 mũi tên. Thành ra thị trường thì nói chung mình trồng bán mình phải theo thị trường, còn mình trồng ăn thì mình trồng giống nào cũng được nha anh chị. Nếu mà anh chị trồng rau để bán, để kinh doanh về rau hay là dưa leo, bầu bí gì đó anh chị bán ra thị trường thì anh phải tìm hiểu thị trường họ thích cái giống nào, anh chị trồng cái giống đó. Còn mình trồng trong gia đình ăn thì giống nào mình trồng cũng được. Cho nên mình phải hiểu được thị trường họ cần thích cái giống gì. Ví dụ như ngoài thị trường họ ăn xà lách màu xanh, mà anh chị đem xà lách tím ra thì anh chị sẽ bán rất là khó bán. Cho nên rau cải cũng vậy, anh chị trồng những loại cải phổ biến mà người dân họ thường dùng
anh chị nhầm trồng những loại cải lạ lạ thì anh chị ăn trong gia đình, nhưng mà anh chị mang ra chợ mà giống cải lạ thì cái thị hiếu ở ngoài thị trường họ không thích, thì anh chị bán rất là khó và nó không có giá đâu đó. Cho nên á, anh chị bán rau, kinh doanh rau thì anh chị phải tìm hiểu thị trường, nhất là những người mà mua rau của anh chị họ cần những giống gì, anh chị phải cần trồng những giống đó thì họ mới có thể là mua của anh chị có giá được. Đây là quan trọng vấn đề này. Thì trồng rau thì cũng rất là đơn giản, nhưng mà bán rau thì ra thị trường để ổn định cái giá thì rất là khó nha anh chị. Đó. Cho nên khi mà chúng ta trồng rau mà chúng ta không có đầu ra, muốn kinh doanh, muốn bán rau thật nhiều mà không có đầu ra thì đây là một cái điều rất là khó. Anh chị trồng rau thủy canh, anh chị phải có một cái đầu ra giá cả ổn định thì chúng ta mới tính được cái lợi nhuận, lợi nhuận từ cái sản phẩm của chúng ta làm ra. Còn nếu anh chị trồng mà bán ra chạy trời giống như những loại rau trồng ở dưới đất, ai mua nhiêu mình bán nhiêu thì anh chị sẽ lỗ nha. Bởi vì rau thủy canh anh chị sản xuất nó cái chi phí nó cao hơn rau ở dưới đất đó. Hương Sản Farm chia sẻ video đến đây để cho anh chị thấy được cái mô hình ươm hạt giống vào một xốp bằng rau quả. Ở đây là dưa lưới và dưa leo, thì hai loại giống này là phổ biến thôi, còn những loại giống khác thì anh chị nào có trồng thì ươm cũng giống vậy đó. Anh chị xem cái video này anh chị phải ươm giống rất là kỹ anh chị, đừng có anh chị để khô rồi anh chị đưa vô đây nó sẽ không lên. Anh chị phải ngâm ủ qua thời gian rồi gói trong cái gói này, ủ cho nó lên xong nó nảy mầm nha. Nảy mầm như vậy rồi anh chị mới đưa vào mút xốp là tốt nhất nha anh chị. Còn hộp nào chưa lên thì anh chị ủ tiếp. Ớt cũng vậy anh chị, nói chung là rau ăn những hạt loại giống hạt lớn như vậy hay là rau ăn quả thì anh chị phải ủ trước rồi sau đó gieo. Ví dụ anh chị trồng đất thì nó nảy mầm như vậy nè, anh chị gieo trong đất nó lên rất là mạnh luôn, anh chị cần để vào lắp một miếng đất phủ lên mặt thì nó sẽ lên rất là mau đó. Anh chị trồng trong đất, trồng chậu cũng vậy, anh chị cứ ủ cho nó nước nanh nó lên mầm như vậy rồi anh chị trồng nó tỷ lệ sống rất là cao anh chị. Hương Sản Farm chia sẻ video đến đây đã tạm dừng, hẹn gặp lại của chú anh chị vào những video sau. Hương Sản Farm sẽ chia sẻ nhiều hơn. Trân trọng kính chào.